Công lớp sàn như thế này, cái nhà của mình thì nó sẽ rất là dễ bởi vì nó không trong nước, vì vậy coi phản phía vậy để bệnh loạn cứ uống chốt xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà của mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có đồ đàn hồi. Đồ đàn hồi đây nó sẽ bảo vệ cho con phim của bạn là những không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng vậy, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà của mình nó sống cả lập cảm ơn tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên đền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống trong dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả từ ấm áp và mùa đông mát mẻ vào hè, bởi vì nó có khả năng đắc nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa đông, thì cái khí lạnh rất là lạnh lẽo và đôi khi là bị trơn trượt thì bị tê mẻ quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quầy của nhà của mình, đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ánh nhìn rất tức tiền giác và phát triển trí não trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà bị xem hôm nay những hàng sốt cấp sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ mắt, có những mỗi người có cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà vậy có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với live stream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các chị các bạn lựa chọn luôn nè. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một con ho 38 hàng số 30x30cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhận ngay một con cái đến cho mình để sở hữu ngay một con ho hàng số đó sàn như thế này của nhà của mình nha. Còn nếu như các bạn cần nó sẽ nhìn đến nhà như thế nào, hãy comment cho mình chính xin chiều dạng chủ động để mình hỗ trợ và tư vấn hết tất cả các anh chị. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình đang lên cho tất yêu một combo lên tới 18 tặng số 60x100m như thế này, chỉ có giá là 160.000 thôi, và nhà mình sẽ có hỗ trợ ship dành cho tất cả các anh chị và các bạn ở nhà. Nếu anh chị nào đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình đã thấy dòng sản phẩm này, chỉ cần click nghe và chúng mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn thì nữa, hãy comment giúp nhà mình được ạ. Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, phân gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng mình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị và các bạn nè. Khi nhận được sản phẩm này của mình, nếu chất lượng tốt thì cho mình xin một feedback như thế này luôn nha. Bây giờ mình sẽ so sánh giữa dòng 30 và dòng 60 cho bạn xem ạ. 4 tấm 30 với bằng 1 tấm 60. Nếu như các bạn muốn có độ bền cao thì bạn nên sử dụng. Nếu như bạn lót sàn trong một không gian nhỏ hẹp thì bạn có thể sử dụng dòng 30, và lót sàn trong một không gian diện tích lớn thì nên sử dụng dòng 60 dùng cho mình nha. Nếu như mà nhiều anh chị sẽ hỏi là nhà em có dòng gì ta? Nhà bên mình đang có dòng dày 20m không, thì mình xin thưa là có. Và đây mình sẽ so sánh giữa dòng 1 và dòng 20m cho bạn xem nha. Đây là dòng 1 và đây là dòng 20m. Dòng 1m là dòng dày vừa, còn dòng 20m là dòng dày dạng trái cánh. Nếu như các bạn muốn có độ bền cao, các bạn nên sử dụng dòng 20m dùng cho nhà bên mình, đúng không ạ? Thẩm mỹ, thẩm lông, phân khéo, phân gỗ, dòng tập số, dòng thẩm chữ và dòng mình, nhưng mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị các bạn nè. Nếu chị nào đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình cần mình tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà mình. Rồi em cảm ơn thầy yêu Nguyễn Dung đã follow shop nhà bên em nha. Chúc thầy yêu một buổi tối vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Ngoài những dòng thảm shop lót sàn ra thì nhà mình sẽ có dòng quay củi cầu trượt đu cho bé, thanh cánh cửa, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang. Rồi nhà mình sẽ khung lều chống ngủ cho bé. Những chị nào đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình đã thấy được dòng sản phẩm nào của nhà mình, kỹ cần click ngay và chúng mua thôi. Còn nếu như các bạn cần mình tư vấn gì nữa, hãy comment giúp nhà mình nha, tất cả các điều ơi. Rồi trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Rồi em coi mã số 3, tình yêu đợi em một xíu xem mã số 3 là mã gì nha bé. Rồi mã số 3 là combo 10 tấm thẳng số plus sàn 60x1m, nó chỉ có giá là 160.000 tôi nhận đây. 60x60 nó sẽ như là màu xám đúng không yêu ơi? Em mời chị một xíu nha, để chị lấy màu xám cho em. Ok. Em lấy màu xám luôn bé. Đây, màu xám của nhà bên chị nha bé. Đây, màu xám nè bé, màu xám nha. Đây, màu xám của nhà bên chị nó sẽ như thế này nha. Đây, nếu như đối với cái mã số 3 mà em muốn mua màu xám nha bé, em muốn mua màu xám thì em lưu ý cho nhà bên chị phải mua như thế này. Các bạn lưu ý gì? Mã số 3 là combo 10 tấm thảm số lót sàn 60x1cm dùng cho nhà bên em. Nhưng nhà bên em là gì? Cái mã ghép màu. Nếu như các bạn muốn mua màu xám thì bạn nhấn ngay vào chữ mua, sau đó bạn nhấn vào chữ nhắn tin chọn màu. Nhắn tin chọn màu các bạn nhấn vào chữ mua ngay. Sau đó ở dưới cái phần vận chuyển tiêu chuẩn nó sẽ có từ tin nhắn tùy chọn, bạn nhấn vào cái phần đó và nó phải hiện lên được chữ là gì? Hãy em lộn. Không sao, em lấy mua em lại rồi. Đó, để lại bình luận hoặc hướng dẫn cho nhà bật mã. Cái mã xốp dán tường á. Xốp dán tường chống va đập đúng không bé? Em nói về mã xốp dán tường chống va đập đúng không? Cái mã số hình như chị nhớ không nhầm, mã số 37 đúng không? Em đang hỏi về cái mã số 37 đúng không?
xốp dán tường mã nào bé? Xốp dán tường chống va đập hay là xốp dán tường bình thường nhỉ? Nếu như xốp dán tường chống va đập và chống té ngã cho bé thì nó sẽ là mã số 37. Kích thước của nó sẽ là 35x70cm. Giả gạch đó chị, giả gạch đúng bé. À, giả gạch thì cái màu đó, cái màu xám em vô giỏ hàng, trong giỏ hàng của nhà bên chị nha. Tại vì cái phần đó nhà bên chị không có hàng mẫu ở đây. Ở đây chị chỉ có màu xanh da trời à. Ở đây chị chỉ có màu xanh da trời thôi bé. Chứ nhà bên chị không có. Ở đây mã mấy chị? Em đợi chị nha, để chị ghi. Nó sẽ là mã 80 và 81 đấy bé. 80 và 81 nha bé. Cho em coi thử kích thước. Kích thước của nó sẽ là 70x77 á. Em đợi chị một chút xíu nha. Tại vì chị em đợi chị để chị lượm miếng đất lên, em biết không? Em biết sao chị đi ra khỏi màn hình này là không có được. Rồi. Thật được. Rồi, kích thước đúng không? Rồi, đợi chị chút xíu. Giọng đợi đưa đẩy đưa lắm chứ. Đây. Đây nha, kích thước nó bự nha. Kích thước của nó là 70x77 nha, 70x77 nè. Đây kích thước nó bự nha, kích thước của nó. Kích thước nó to hơn cả cái của cái dòng xốp của nó, 70x77 nó như thế này nha. Và cái tường của nhà bên chị cũng đang dán, nhưng mà nhà bên chị là dán màu trắng. Cái màu xám có, màu xám được dán ở phía dưới kia rồi. Đây nè. Giả gạch đúng không? Cái này đúng không? Đây cái này đúng không? Đó. 70x77 bởi nó bự như thế này nha. Và bên sau của nó sẽ có cái lớp keo như thế này, em xé lên rồi em dán lên tường nha. Vừa dán vừa xé ra nha bé. Đó, 70x77 nha, bự nha. Bự nha bé. Đó. Em ví dụ như mà 10 tấm thì nó sẽ là 85.000, nhưng mà nếu như mà em mua 20 tấm thì nó chỉ có là 157.000 thôi nha. Mã 70 và 81 trong giỏ hàng nha bé. 80 và 81 nè. Mã 81 của nhà bên chị hiện tại là gì? Nhà bên chị còn trắng, xanh ngọc, xanh lá, xám gay, đen, nó ở trong đó luôn đó. Hình là hình thực tế đó. Rồi nhà chị là đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình. Cần mình tư vấn gì nữa các bạn cứ comment để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các anh chị các bạn luôn nha. Mã 80 81 nha bé. Trái tim em đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Những người em còn chỉ đắt đo, đến khi em sẽ đến khi nào. Các bạn có thể mua những dòng hàng số sàn như thế này để về lắp sàn để con nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà cửa thêm xinh đẹp, thêm lộng lẫy đúng không ạ? Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình sẽ có rất nhiều màu
thôi. Và nhà bên mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào cái đăng ký cho mình để sở hữu ngay những con combo thẳng số nó sàn như thế này của nhà bên mình nha. Còn nếu như các bạn cần lót cho những tên nhà như thế nào, hãy comment cho mình trực tiếp chữ dạng chủ động được hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các chuyện nè. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại tất cả những nhà nhận được đã nhiều có cái chương trình cần nhấn ngay vào chung mua thôi là đã sở hữu ngay một con combo thẳng số nó sàn như thế này cho bé. Ngày nay thẳng số nó sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của một con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thẳng số nó sàn như thế này để về lót sàn để đi con nhà cửa để trang trí nhà cửa để làm cho nhà mình thêm xinh đẹp hơn và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thẳng số nó sàn sẽ sử dụng thay chiếu thành đệm hay ngủ. Thẳng số nó sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thẳng số như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thẳng số nó sàn nó sẽ gồm những cái miếng số nhỏ và ghép lại với nhau thành một miếng số lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm được tích hợp vào nhiều tập số như thế này khi ghép lại với nhau nha. Số này làm từ số đề vang nguyên sinh không đủ không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài. Có độ đàn hồi cao, có khả năng cảm ứng cách âm cách nhiệt của người tất cả các anh chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà duyên đã sẽ bảo vệ cho làn da non luôn để không bị dị ứng, không bị mất nữa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt kính của này của nó. Có phải các chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con yêu của bạn đều thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt với tiền bạc huyết áp. Thảm số lót sàn như thế này của nhà của mình thì nó sẽ rất là dễ của mình, nó không thấm nước vì bệnh con bạn vẽ bệnh để bệnh bạn được uống rót xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau thử sơ qua thôi là nó đã sạch cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi. Độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là những không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài. Đúng vậy, nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng thẳng số của nhà bên mình nó sau này là thẳng băng tuyệt vời. Khi bé vui chơi nhảy nhí trên nền này thì âm thanh vang vọng từ trên nó không vang vọng xuống tầng dưới và nó sẽ bảo vệ cho tất cả tiểu ống áp và cổ động mắt bị phòng hè bởi vì nó có khả năng cắt nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài bị phát hiện tại miền bắc khác bị mùa đồ thì bên dưới được đặt rất là lạnh lẽo và đôi khi là chỉ bị trơn trượt như bị tê ngán quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quần của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhiệt rất rất tinh nhạt và phát triển trí não nhẹ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà bé sẽ hôm nay được thẳng số lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ có nhiều mỗi người có cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà vậy có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với lịch trình ngày hôm nay của nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau tất cả các chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 thẳng số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào cột đăng ký cho mình để sở hữu ngay một combo thẳng số lót sàn như thế này của nhà của mình nha. Còn nếu như các bạn cần lót cho những tên nhà như thế nào, hãy comment cho mình chính tin chiều dài chủ động để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các chị nè. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại tất cả các giá nhập tiền đã nhiều các chị chỉ cần nhấn ngay vào chung mua thôi. Rồi, đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình đang lên một combo lên tới 10 tấn thẳng số lót sàn 60x60x1cm như thế này, chỉ có giá là 160.000 thôi và nhà mình sẽ có hỗ trợ ship dành cho tất cả các anh chị và các bạn nha. 10 tấm lót sàn 160.000 với tất cả các tình yêu ơi, có nghĩa là gì? Các bạn sẽ lót được đến 3.3m² dùng cho nhà mình luôn nha. Thẩm mỹ, thẩm nông, phân khéo, bên gỗ, dòng thẩm số, dòng thẩm chữ và dòng mình, nhà mình đang có đầy đủ dành cho tất cả các anh chị và các bạn ạ. Khi nhận được sản phẩm này của nhà mình có gặp bất cứ vấn đề gì hãy thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn đến tất cả các anh chị và các bạn nha. Nhà mình sẽ có dòng thẳng số từ 1-2cm dành cho tất cả các anh chị các bạn luôn. Nếu như lót sàn bình thường chỉ cần sử dụng dòng 1cm thôi. Còn nếu như lót sàn để tập võ hoặc là khu vui chơi giải trí thì bạn nên sử dụng dòng 2cm để có độ bền cao hơn dùng cho nhà mình đó. Và bây giờ mình sẽ lấy dòng 3, dòng 6, dòng 1 và dòng 2cm để so sánh nha. Đó là dòng 1 và đây là dòng 2cm của nhà mình. Nếu như anh chị có điều kiện các chị cứ sử dụng dòng 2cm dùng cho nhà mình. Còn nếu không thì chỉ cần sử dụng dùng cho nhà mình thôi. Ngoài ra những dòng thẳng số lót sàn thì mình sẽ dòng quay của cầu trượt trích đôi cho bé thanh chắn cửa, thanh chắn giường và thanh chắn cầu thang, khung lều chống mũi cho bé nhà mình cũng sẽ có luôn. Nếu chị thích sản phẩm nào chỉ cần click ngay vào chúng mua thôi. Còn cần mình tư vấn gì nữa hãy comment giúp nhà với mình ở tất cả các tình yêu ơi. Ngày nay thẳng số lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của một con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thẳng số lót sàn như thế này để về lót sàn để đi con nhà cửa để trang trí nhà cửa để làm cho nhà mình thêm xinh đẹp hơn và thêm lộng lẫy đúng không ạ? Thẳng số lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu thành đệm hay ngủ. Thẳng số lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thẳng số như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thẳng số lót sàn nó
rồi. Môn rồi thì mấy cái hình gạch rất là lạnh lẽo và đôi khi là những cái trơn trượt, những cái việc tế ngã quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quầy của nhà bên mình. Nhà bên mình đang có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhân kích thích tiền giác và phát triển trí năng trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà bệnh tình cũng đang cũng đang sốt có sao như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều dạng sợ, có nhiều mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, vì vậy mà vậy có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Để có lên chuyên ngày hôm nay của nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 35 hàng số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào cụm chat để cho mình để sở hữu ngay một combo hàng số rất sàn như thế này của nhà mình nha. Còn nếu như các bạn cần nó cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình chính thức chủ nhà chủ động để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các chị nè. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại hỗ trợ giảm giá nhận thêm là thi thuật cái chính trị cần nhấn ngay vào chủ mua thôi là đã sở hữu ngay một combo hàng số rất sàn như thế này cho bé yêu. Ngày nay được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của một con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm số lót sàn như thế này để về lót sàn để đền co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay đệm, thay ngủ. Thảm số lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm số như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm số lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng số nhỏ mà khép lại với nhau thành một miếng số lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm kết hợp và mua nhiều tấm số như thế này ghép lại với nhau nha. Số này làm từ số đen vàng nguyên sinh, không ngủ không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn độ cao, có khả năng kháng được các âm các nhiệt của cơ thể tất cả các chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà những sản phẩm mà cho làn da non có thể không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt kính của này của nó. Có phải các chị sử dụng nhầm chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không để bảo vệ được con em của bạn đều thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một lần da nhạy nhạt thì cực kỳ là không tốt để nén nặng với ta. Thảm số lót sàn như thế này của nhà mình thì nó sẽ thấy là gì, có nghĩa là không thấm nước, vì vậy con bạn bé bệnh để bệnh loạn từ uống rót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau từ sâu qua thôi là nó đã sạch cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có đồ đàn hồi, đồ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là những không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không? Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình nó so với âm thanh văng tuyệt vời, khi bé vui chơi giải trí trên đèn này thì âm thanh văng vọng từ trên nó không văng vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả những ấm áp và mùa đông mát mẻ và mềm, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài bị phát hiện tại bị bắt lang bị mùa đồ, mùa đồ thì bị ghi định lạnh và lạnh lẽo, và đôi khi là dễ bị trơn trượt, dễ bị tế ngã quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quầy của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút ảnh nhân kích thích tiền giác và phát triển trí năng trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà bệnh tình cũng đang bị ảnh hưởng có sao như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều việc sợ, có nhiều mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau, vì vậy mà có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Để có lên chuyên ngày hôm nay của nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 35 hàng số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào cụm chat để cho mình để sở hữu ngay một combo hàng số rất sàn như thế này của nhà mình nha. Còn nếu như các bạn cần nó cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình chính thức chủ nhà chủ động để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các chị nè. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại hỗ trợ giảm giá nhận thêm đặc biệt của các chị chỉ cần nhấn ngay vào chủ mua thôi là đã sở hữu ngay một combo hàng số rất sàn như thế này cho bé yêu. Ngày nay thảm số lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thảm số lót sàn như thế này để về lót sàn để đền co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay đệm, thay ngủ. Thảm số lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng những dòng thảm số như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm số lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng số nhỏ mà khép lại với nhau thành một số lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm được kết hợp và mua nhiều tập số như thế này ghép lại với nhau nha.
condo thì cái ghế được đặt rất là lạnh lẽo, và đôi khi là chỉ bị trơn trượt và dễ bị tê hạn quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quầy của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút bệnh nhân trực tiếp tiền giặt và phát triển trí năng trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ hàng sốt có xa như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ mắt cũng có nhiều, mỗi người có cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu hồng, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Để có lẽ chuyện ngày hôm nay của nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 hàng số 30x30 x 1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhận ngay một con cá để cho mình để sở hữu ngay những bộ combo hàng số rất sàn như thế này của nhà mình nha. Còn nếu như các bạn cần nó cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng cho mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các chị nè. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại mức độ giảm giá nhận định là nhiều hơn các chị chỉ cần nhận ngay vào chúng 140.000 nha. Rồi mã rồi gà cùi bắp 86 ơi, mã số 38 nhé. Mã số 38 1m x 1m x 2cm 140.000 một tấm dùm cho nhà bên mình luôn nha. Còn nếu như mà tình yêu muốn rẻ hơn, tình yêu mua mã số 60, mã số 18 á, mã số 18 cũng là dòng 2m nhưng mà kích thước của nó là 60x60 thì nó sẽ rẻ hơn nhiều luôn nha. Rồi những anh chị nào đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình cần mình tư vấn gì nữa, các bạn cứ comment giúp nhà mình để mình hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các anh chị các bạn mà thẩm mỹ thảm lông phân khéo bên gỗ và số nhà mình chuẩn về cho mình. Nhà mình đang có đầy đủ dành tất cả các anh chị có bạn nào khi nhận được sản phẩm này của mình, gặp bất cứ vấn đề gì các bạn cứ thông tin để shop nhà mình hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các anh chị các bạn luôn nha. Ngày nay thảm số nó sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua được dòng thảm số nó sàn như thế này để về lót sàn để đi co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình tinh linh và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số nó sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay đệm, thay tủ. Thảm số nó sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga, đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng dòng thảm số như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm số nó sàn nó sẽ gồm những cái miếng số nhỏ và ghép lại với nhau thành một miếng số lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm được tập hoặc mua nhiều tập số như thế này ghép lại với nhau nha. Số này làm từ số đê vang nguyên sinh không ngủ không ngoài được chuẩn bị của người sản, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn các cầm cách nhiệt thì có thể thích cảm hay chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà những nó sẽ bảo vệ cho làn da non và sẽ không bị dị ứng, không bị mất nữa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt kính của này của nó. Có phải các chị sử dụng nhầm chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không bể hay bảo vệ được bao nhiêu, và đẹp thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là khó có thể tiếp nhận hết ạ. Thảm số lót sàn như thế này của nhà của mình thì nó sẽ khá là dễ thôi, vì nó không trong nước, vì vậy con bạn bị bệnh để bệnh loạn cứ uống rớt xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau thử sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi, độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là những không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng không? Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà bên mình còn sót cả âm thanh văn tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh văn vọng từ trên nó không vang vọng xuống dòng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả từ ống mát và một đống mát mẻ phòng hè, bởi vì nó có khả năng cắt nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc, hiện tại miền Bắc đang bị mùa đồ, mùa đồ thì cái ghế được đặt rất là lạnh lẽo và đôi khi là chỉ bị trơn trượt và dễ bị tê hạn quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quầy của nhà bên mình, nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút bệnh nhân trực tiếp tiền giặt và phát triển trí năng trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà mẹ sẽ mua ngay những bộ hàng sốt có xa như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ mắt cũng có nhiều, mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu hồng, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với lại chuyện ngày hôm nay của nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 38 hàng số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhận ngay một cục cáng đến cho mình để sở hữu ngay những bộ combo hàng số có sàn như thế này của nhà của mình nha. Còn nếu như các bạn cần lót cho diện tích nhà như thế nào, hãy comment cho mình diện tích chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn thêm cho tất cả các chị nè. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại mức độ giảm giá nhận định là nhiều hơn các chị chỉ cần nhận ngay vào chúng mua thôi là đã sở hữu ngay một combo hàng số lót sàn như thế này cho bé. Ngày nay thảm số lót sàn đã được sử
này của nó. Không phải cái chuyện sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con em của bạn. Đẹp thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể làm vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt của tiền mạng hết ạ. Hạt sốt lót sàn như thế này của nhà của mình thì nó sẽ là gì, mọi người nó không chống nước vì bệnh con bạn bị bệnh nhẹ bệnh loạn thì uống sốt xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau rửa sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có đồ đàn hồi. Đồ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là những không bị đau cho những định vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài đúng không ạ. Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà mình nó sống mạnh lắm, cách văn tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên đề này thì âm thanh văn phòng bên trên nó không vang vọng xuống tầng dưới và nó sẽ bảo vệ cho tất cả tiểu ống áp và mùa đông mắc bị vào hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc hiện tại miền Bắc đang bị mùa đồ, mùa đồ thì bị khí lạnh rất là lạnh lẽo và đôi khi là chỉ bị trơn trượt thì dễ bị tê cả quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy của nhà của mình, nhà của mình đã có rất nhiều màu sắc và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút bệnh nhân đứng đứng tiền giác và phát triển trí năng trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà bệnh nhân hôm nay cũng giảm sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều việc sợ mắt, có nhiều mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà vậy có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ. Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một con bò 38 thẳng số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhận ngay một con cái. Ngày nay thẳng số lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của một con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thẳng số lót sàn như thế này để về lót sàn để con nhà có thể trang trí nhà cửa, để làm cho nhà được thêm xinh tinh linh và thêm lộng lẫy đúng không ạ. Thẳng số lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu thay nệm khi ngủ. Thẳng số lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng dòng thẳng số như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thẳng số lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng số nhỏ là ghép lại với nhau thành một miếng số lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm được cái tập và mua nhiều tập số như thế này ghép lại với nhau nha. Số này làm từ số đen vàng nguyên sinh không mùi không ảnh hưởng sức khỏe của người xài. Có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cắt âm, cắt nhiệt, cũng có thể thích cả anh chị và các bạn luôn nè. Vì vậy mà gì nó sẽ bảo vệ cho làn da non nớt để không bị dị ứng, không bị mụn nữa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt cái mụn này của nó. Có phải cái chị sử dụng dòng chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể để bảo vệ được con em của bạn. Đẹp thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt của tiền mạng hết ạ. Thẳng số lót sàn như thế này của nhà của mình thì nó sẽ rất là dễ, bởi vì nó không chống nước vì bệnh con bạn bị bệnh nhẹ bệnh loạn thì uống rót xuống. Các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt thôi, lau rửa sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà bên mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có đồ đàn hồi. Đồ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là những không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài đúng không ạ. Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà của mình nó sống cạnh lập cạnh bông tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên nền này thì âm thanh văn phòng tỉnh trên nó không vang vọng xuống tầng dưới và nó sẽ bảo vệ cho tất cả tiểu ống áp và mùa đông của các vị phòng hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc hiện tại miền Bắc đang bị mùa đồ, mùa đồ thì cái dưới định đặt rất là lạnh lẽo và đôi khi là nhiệt bị trơn trượt thì dễ bị tê cả quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quầy của nhà của mình, nhà của mình đã có rất nhiều màu sắc và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút bệnh nhân đứng đứng tiền giác và phát triển trí năng trẻ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà bệnh nhân hôm nay bị mụn hạt sốt lót sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều việc sợ mắt, có nhiều mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà vậy có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình đúng không ạ. Các bạn thích màu xanh thì sẽ có bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có bạn thích màu hồng. Đến với livestream ngày hôm nay của nhà mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các anh chị các bạn lựa chọn luôn nè. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một con bò 38 thẳng số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi. Và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhận ngay một con cái để cho mình để sở hữu ngay một con bò thẳng số lót sàn như thế này của nhà của mình nha. Còn nếu như các bạn cần nó cho nhìn đến nhà như thế nào, hãy comment cho mình trực tiếp chiều dài chiều rộng để mình hỗ trợ và tư vấn hết tất cả các anh chị nè. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Hiện tại hỗ trợ giảm giá nhận đến tận nhiên của các chị chỉ cần nhận ngay vào chỗ mua thôi là đã sở hữu ngay một con bò thẳng số lót sàn như thế này cho bé yêu mình. Ngày nay thẳng số lót sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của một con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thẳng số lót sàn
hoặc từ trên nó không quan vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả từ ấm áp và cũng đóng mát mẻ phòng nhẹ, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì cái dưới đặc biệt của lạnh liệt và đôi khi là chỉ bị trơn trượt của chỉ bị tế ngã quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quầy của nhà bên mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút bạn nhìn trực tức tiền giác và phát triển trí năng nhẹ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà bị tiền cũng đang hưởng hàm số có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ mắt, có nhiều mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà vậy có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có, bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có, bạn thích màu hồng. Đến với lại chuyên về hôm nay của nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 35 nặng số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhận ngay một con gái đến nhà mình để sở hữu ngay một combo thẳng số có sàn như thế này của nhà của mình nha. Còn nếu như các bạn cần nó cho những tình nhà như thế nào, hãy comment cho mình chính thức chủ nhà biểu động để hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các chị nè. Trong năm chỉ có một ngày và ngày nhất là ngày hôm nay, hiện tại hỗ trợ giảm giá nhận định đặc biệt của các chị chỉ cần nhận ngay vào mua thôi là đã sở hữu ngay một combo thẳng số có sàn như thế này cho bé. Ngày nay thẳng số có sàn đã được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống của mỗi con người luôn. Các bạn có thể mua những dòng thẳng số lót sàn như thế này để về lót sàn để co nhà cửa, để trang trí nhà cửa, để làm cho nhà mình thêm xinh, thêm lưng và thêm lộng lẫy, đúng không ạ? Thảm số lót sàn sẽ sử dụng thay chiếu, thay đệm, thay ngủ. Thảm số lót sàn có thể sử dụng để tập võ và tập yoga. Đặc biệt là trong các gia đình có con nhỏ thì việc sử dụng dòng thảm số như thế này nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Thảm số lót sàn nó sẽ gồm những cái miếng số nhỏ nó khép lại với nhau thành một số lớn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể làm được tích hợp và mua nhiều thảm số như thế này thì ghép lại với nhau nha. Số này làm từ số cây vang nguyên sinh, không bụi, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người xài, có độ đàn hồi cao, có khả năng kháng khuẩn, cách âm, cách nhiệt, cũng tốt cho tất cả các chị và các bạn luôn ạ. Vì vậy mà chị đã sẽ bảo vệ cho làn da non nớt để không bị dị ứng, không bị mẩn ngứa mỗi lần tiếp xúc với bề mặt tiếp xúc này của nó. Không phải các chị sử dụng nhỏ chiếu thì chiếu quá mỏng đúng không, không thể bảo vệ được con điều của bạn, đệm thì nó quá dày đúng không, các bạn không thể nào vệ sinh. Vì vậy sử dụng lâu ngày nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, nó sẽ gây ra các bệnh về viêm da, nấm da cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nếu như bé có một làn da nhạy cảm thì cực kỳ là không tốt và tiềm ẩn với ta. Thảm số lót sàn như thế này của nhà của mình thì nó sẽ rất là dễ bởi vì nó không thấm nước, như vậy con bạn bé bảy bé bảy đoạn cứ uống rót xuống, các bạn chỉ cần lấy một cái khăn ướt khô lau thử sơ qua thôi là nó đã sạch được cho nhà của mình rồi. Bên cạnh đó nó sẽ có độ đàn hồi, độ đàn hồi này nó sẽ bảo vệ cho con yêu của bạn là những không bị đau trong quá trình vui chơi giải trí và khám phá thế giới bên ngoài, đúng vậy. Nó còn bảo vệ cho các vận động viên không bị chấn thương trong quá trình thi đấu luyện tập thể dục thể thao nha. Đồng thời dòng cảm xúc của nhà của mình nó sống đẹp lắm, cảnh quan tuyệt vời. Khi bé vui chơi giải trí trên đề này thì âm thanh văn phòng từ trên nó không quan vọng xuống tầng dưới, và nó sẽ bảo vệ cho tất cả từ ấm áp và mùa đông mát mẻ phòng hè, bởi vì nó có khả năng cách nhiệt. Các bạn có thể ra ngoài miền Bắc hiện tại miền Bắc đang bị mùa nồm, mùa nồm thì cái dưới đặc biệt là lạnh lẽo và đôi khi là chỉ bị trơn trượt thì chỉ bị tế ngã quá. Các bạn có thể nhìn trên quầy quầy của nhà của mình, nhà của mình đã có rất nhiều màu sắc, và có nhiều màu sắc như thế này nó sẽ thu hút bạn nhất những tính tiền giác của bạn kiểm tra nặng nhẹ. Thường đây là một trong những nguyên nhân mà bị tiền mua ngay những hãng số có sàn như thế này của nhà bên mình nhé. Có nhiều màu sắc thì các bạn sẽ có nhiều gì ạ? Sợ mắt, có nhiều mỗi người có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Vì vậy mà vậy có nhiều màu sắc các bạn sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Các bạn thích màu xanh thì sẽ có, bạn thích màu đỏ, các bạn thích màu tím thì sẽ có, bạn thích màu hồng. Đến với lại chuyên về hôm nay của nhà của mình, nhà của mình sẽ có rất nhiều màu sắc kích thước và độ dày khác nhau, tất cả các chị các bạn lựa chọn luôn ạ. Ngày hôm nay nhà của mình sẽ lên cho bạn một combo 35 thẳng số 30x30x1cm như thế này, chỉ có giá 150.000 thôi, và nhà của mình sẽ hỗ trợ ship cho bạn lên tới 45k luôn. Các bạn tranh thủ nhấn ngay vào con cái đến nhà mình để sở hữu ngay một combo thẳng số có sàn như thế này của nhà của mình nha. Còn nếu như các bạn cần muốn lót cho những tết nhà như thế nào, hãy comment cho mình trực tiếp chủ nhà chủ động để mình hỗ trợ và tư vấn thêm tất cả các chị nè. Trong năm chỉ có một ngày và ngày đẹp nhất là ngày hôm nay, hiện tại hỗ trợ giảm